Mới xây kênh kéo dùng React hay Sexy rồi thay đổi được không? Xem mấy video các sếp chia sẻ là không nên đăng nhưng theo chủ đề mình mong muốn nên chậm lắm, gần như chưa có follow. Nếu mà kéo bằng React ấy và bằng, mình nói trước nhé, nếu mà bạn làm chủ đề của bạn ấy mà bạn kéo bằng kênh React ấy là được, là không sao. Nhưng mà nếu mà mình đăng cái video của React lên trên kênh của mình ấy, sau đó thì mình đăng content sau ấy, thì mình thấy rằng là nó cũng không ảnh hưởng gì. Tuy nhiên ấy thì trong cái quá trình bạn đăng React thì có thể là bạn sẽ bị cắm gậy hoặc là chết kênh, thì công sức nó sẽ đổ sông đổ bể hết. Và cái đặc điểm của cái người React ấy, thì một khi mà người ta đã làm React rồi ấy, thì cái tư duy của cái người React ấy, thì họ quay sang họ làm content thì không thể làm nổi. Đấy, cái vấn đề bây giờ nó không phải là nằm ở cái khâu kéo view, mà bây giờ nó nằm ở cái khâu là tư duy. Đấy. Và bản thân người ta không trưởng thành trong cái việc tạo ra content, nên là bản thân họ không nâng cấp bản thân mình trong cái quá trình mà tạo ra cái content nó đủ sức cạnh tranh với cả thị trường. Thì khi mà cái sản phẩm mình nó không đủ cạnh tranh với thị trường thì kênh nó sẽ chưa lên, và ngay cả khi mà họ chuyển từ React sang content thì làm sao họ làm được những cái sản phẩm content nó chất lượng như như cái sản phẩm React được, đúng không? Làm sao mà mình hiểu được cái thằng React đấy, người ta mới vất vả bao lâu để họ tạo ra được cái sản phẩm đấy, mà mình chỉ React trong vòng có hai nốt nhạc, mình click click một phát down, click một phát up, thế là mình đã tạo ra được cái content rồi, những content React mà, đúng không? Còn cái việc mà sử dụng kênh 18 cộng thì mình nói luôn rằng là không nên dùng. Đấy. Bản thân mình sẽ không bao giờ dùng cái đấy. Thứ nhất ấy là cái đối tượng 18 cộng nó vào nó có phải là nếu mà các bạn xác định các bạn làm chủ đề 18 cộng thì các bạn sử dụng React 18 cộng. Nhưng bản thân mình khuyên các bạn nếu mà không phải chủ đề 18 cộng ấy, ví dụ chúng ta làm chủ đề về động vật tài chính hay là nấu ăn hay là chia sẻ kiến thức hay là làm thiền hay gì đó thì không nên sử dụng 18 cộng. Đối tượng khán giả nó không phải như vậy. Bây giờ các bạn tưởng tượng các bạn kéo tầm khoảng 10.000 follow là những ông đến từ cái video 18 cộng của bạn hay là những cái ảnh 18 cộng ấy, thì người ta vào kênh người ta muốn xem cái gì? Người ta muốn xem 18 cộng mà. Như là khi mà mình đăng cái nội dung của mình vào thì đề xuất của Twitter X là nó sẽ đề xuất sang những cái người mà follow kênh. Mà khi mà mình gửi cái chủ đề nấu ăn cho những cái ông mà follow kênh của mình ấy, thì nó không đúng đối tượng, đúng không? Họ lướt qua họ thấy người ta vào đây người ta xem 18 cộng chứ người ta có xem nấu ăn đâu. Nhưng là khi mà được đề xuất sang cái video nấu ăn thì người ta sẽ không xem vào nó kênh, mất đề xuất. Nên là gì dẫn tới rằng là kênh này sẽ không bao giờ, nói chung là về cơ bản là nó hỏng kênh. Follow mà không có giá trị mà không đúng tệp ấy thì còn làm hỏng thêm kênh, nhưng mà nó càng mất đề xuất thêm.